Một tài xế điều khiển xe bồn đã đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đã vừa bị xử phạt 17 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 6 tháng. Ngày 2 tháng 1, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 thuộc Phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe bồn về hành vi điều khiển xe đi lùi trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong ngày 1 tháng 1 của tài xế 24 tuổi, trú tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Rất may không có tai nạn nào xảy ra do việc đi lùi này. Tuy nhiên, đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.